Sáng ngày 12 tháng 8, đoàn liên ngành Ủy ban nhân dân quận kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Đại Dương. Sau khi kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, căn cứ hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo quyết định số 2194 ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, đoàn kiểm tra đánh giá công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Đại Dương thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm thấp, người lao động ký cam kết nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với công ty, công nhân đeo đầy đủ khẩu trang, được kiểm tra thân nhiệt 2 lần một ngày, khu làm việc thông thoáng, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa từng người lao động. Định kỳ 2 lần một tuần, doanh nghiệp tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ khu vực sản xuất và văn phòng. Công ty thường xuyên thông tin truyền thông về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống dịch cho người lao động qua bảng tin loa truyền thanh nội bộ. Đoàn kiểm tra đề nghị công ty trách nhiệm hạn đóng tàu Đại Dương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động, trong đó đa dạng hình thức tuyên truyền, tăng cường số lượng pano áp phích về phòng chống dịch trong khuôn viên doanh nghiệp, đồng thời bố trí thêm dung dịch sát khuẩn tại các khu vực làm việc, đăng ký mã QR để khai báo điện tử cho người lao động và khách đến sau dịch liên hệ công tác.